Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay mình dẫn quý vị và các bạn đến thăm một vườn táo ngọt Thái Lan rất là đẹp. Đấy, quý vị cảm thấy là cây giờ này đang phát triển cành nhánh rất là tốt, lá rất to. Và hôm nay mình chia sẻ với quý vị và các bạn là cách bác chủ vườn bác ý cắt tỉa cành đa để làm cho vườn thông thoáng và để cho cây tích tụ dinh dưỡng, sau này nuôi nhiều hoa đậu quả sai và tiến hành các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại nó dễ dàng hơn, đồng thời cũng thu hoạch quả cũng thuận lợi hơn. Nào, mình ra xem bác chủ vườn bác ấy cưa cắt kiểu gì quý vị các bạn nhé. Cành to thế anh cắt hả anh? Cắt bớt này đi cho nó thoáng. Một cây này anh để có 3 cành chị nhỉ? 3 đến 4 cành. Để 2 cây thì để 3 thôi. Thế nào? Ngoài như các cái cây này thỉnh thoảng có cây thì để 2 thôi chứ nó rồng cũng hơi mau nên là như năm đầu tiên thì là nó vừa, nhưng mà năm thứ hai thì mà nó hơi mau nên là để rớt cành đi. Thì là năm nay mới năm thứ hai anh nhỉ? Năm thứ hai. À. Chia thành cây thì 2 cây thì 3 thôi chứ không được 4, để 4 mà hiệu quả nó cũng bé. Cành to thế cắt do nó va vào nhau cho nên là để nên tạo là, nên là cắt lâu rồi nhưng mà bận. Tức là cứ thấy cành nó mau là anh cứ tỉa hay là gì anh? Chỗ nào mau là cứ tỉa bớt đi thôi. Cắt tỉa này để tạo khoảng trống cho cây quang hợp, sau này ra hoa đậu quả dễ, thứ hai nữa là thu hoạch quả nó đỡ, thứ ba nữa là để phun phòng trừ thuốc bệnh đối với cây táo này thì nó đi lại dễ dàng hơn. Cho bọn nó dễ phun. Vâng. Không, cây táo nó na như này đi thu hoạch rất là khó. Thế cả là vừa rồi là chưa đi buộc rằng được là cứ để sợ may là gió bão là nó cứ gãy thì nó cũng đỡ. Bây giờ mình cắt cái là mình buộc rằng luôn. Chả thấy anh sót ruột thì cứ cưa. Vậy một năm mình tỉa mấy lần hay là mình cứ thấy nó mau là mình tỉa rồi anh? Định cây được, định cành được ngay thì cũng tốt, nhưng mà không đi trống đi rằng được ngay. Cứ để mau xong là bận thì cứ đi làm gì việc khác thì là đến lúc mình tỉa được mình phải buộc chống luôn. Không may ví dụ như gió hôm qua nó gãy mẹ mất một hai cây, gãy mất cả gốc. Hôm rồi gió to nhỉ. Vâng, em cảm ơn anh. Như quý vị các bạn thấy là cái vườn táo này mới là năm thứ hai và cây sinh trưởng phát triển rất là mạnh, quý vị các bạn thấy lá rất to. Và anh chủ vườn chia sẻ là cắt tỉa như này thì cứ thấy nó mau thì cắt tỉa, tức là cắt tỉa thường xuyên. Và cái táo này tầm tháng cuối 7 đầu 8 sẽ ra hoa và đậu quả, thì tầm khoảng 10 tháng 12 âm lịch thì sẽ cho thu quả vào Tết đây. Chảy rất nhiều lứa khác nhau. Và các cái đợt chăm sóc tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ với quý vị các bạn ở các video lần sau. Video của mình kết thúc đây. Xin chào tạm biệt và hẹn quý vị và các bạn ở các video lần sau. Cảm ơn anh ạ.